Thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh giao thông đa dạng, từ đường bộ cho đến đường thủy, từ trong nước cho đến thế giới, với những thông tin thú vị, bổ ích mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị ngay sau đây. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi Trên những cung đường. Quý vị đã từng trải nghiệm thú vui dạo quanh những con phố ở Đà Nẵng bằng xích lô chưa ạ? Nếu chưa thì hãy thử một lần nhé, sẽ thấy rất thú vị đấy. Những điểm tham quan nằm gần nhau như là Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hàn trải dọc theo những cây cầu, vòng qua tuyến đường Nguyễn Tất Hành ôm lấy bờ biển xinh đẹp, là một lợi thế cho loại hình du lịch bằng xích lô đang phát triển tại Đà Nẵng. Ngoài ra thì một lý do nữa để không nên bỏ qua dịch vụ này, đó là quý vị sẽ được phục vụ bởi đội xích lô thân thiện với những bác tài rất là vui tính, nhiệt tình và có thể nói được nhiều ngoại ngữ. Thân thiện, vui vẻ, ngoại ngữ lưu loát, đó là những điểm cộng mà nhiều du khách nước ngoài dành cho những thành viên đội xích lô du lịch Đà Nẵng. Xuất thân là những cựu binh, những người lao động bình dân, nên việc có thể giao tiếp được với du khách dù còn khá bập bõm, nhưng là cả một nỗ lực không nhỏ của những bác tài. Tranh thủ những giờ nghỉ trưa hay những lúc vắng khách, các bác xích lô lại lấy những cuốn giáo trình cất dưới yên xe ra, cùng nhau tập phát âm, học từ vựng, cùng thực hành và chỉnh sửa cho nhau. Làm du lịch thân thiện, văn minh không phải là điều gì to tát, xa xôi, mà chính là từ những khoảnh khắc những người lao động bình dân miệt mài học ngoại ngữ bên vỉa hè như thế này. Tôi rất là yêu cái nghề xích lô này. Nói chung là hàng ngày thì tôi rất thích là muốn chờ khách ở ngoài. Dù họ không đi tôi vẫn nở nụ cười của tôi. Mà nếu mà họ đi thì càng tốt, tôi sẽ giới thiệu cho cảnh quan dọc bờ sông Hàn Đà Nẵng này để cho khách ở ngoài cho họ thấy. Được thành lập từ năm 2003, đội xích lô du lịch Đà Nẵng có cả 100 chiếc xe xích lô đồng bộ được thiết kế tiện nghi để du khách thoải mái di chuyển. Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng mỗi năm đều đặn tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc và kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng ứng phó sự cố tai nạn, sơ cấp cứu trên đường cho các bác tài với mong muốn tạo dựng nên một sản phẩm du lịch hấp dẫn, an toàn cho du khách. Thật thú vị khi được tham quan Đà Nẵng bằng xích lô. Bác tài xế rất tốt bụng, bác ấy chụp ảnh cho chúng tôi và giải thích rõ hơn về những cảnh đẹp của thành phố. Hoạt động bài bản, khoa học, lịch đi tour được đặt trước, chia đều về các tổ để cân đối công việc và thu nhập. Vì vậy, đã từ lâu, Đà Nẵng không còn cảnh xích lô tranh giành hay chèo kéo khách. Hàng chục ngàn lượt khách đã chọn dịch vụ xích lô khi đến du lịch tại thành phố bên sông Hàn mỗi năm. Đó quả thực là một con số ấn tượng đối với một dịch vụ du lịch bình dân. Không chỉ đơn thuần là câu chuyện giải quyết việc làm cho những người lao động nghèo, sự ra đời và hoạt động hiệu quả của đội xích lô du lịch còn cho thấy những nỗ lực của các nhà quản lý trong việc tạo dựng môi trường du lịch hấp dẫn với những con người làm du lịch văn minh. Thưa quý vị, khoảng 800.000 là con số về phương tiện đã đến kỳ kiểm định nhưng chưa thể thực hiện. Còn số lượng phương tiện phải kiểm định trong vòng 6 tháng tới là hơn gấp đôi, khoảng 1,7 triệu xe. Trong khi lượng xe quá hạn kiểm định, xe đang cần kiểm định cứ mỗi ngày một tăng lên theo cấp số nhân, thì năng lực kiểm định của 241 trung tâm đăng kiểm của cả nước chỉ ở khoảng 550.000 xe mỗi tháng. Để giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng, Cục Đăng Kiểm cần ít nhất 6 tháng để kiểm định hết số lượng phương tiện đang ùn ứ. Tình trạng ùn tắc đã và đang diễn ra tại 184 trung tâm đăng kiểm ở 43 tỉnh, thành phố. Một số giải pháp cấp bách đã được đưa ra như bỏ quy định khống chế số lượng xe kiểm định tối đa trong ngày nhằm phát huy sự chủ động, nâng cao năng suất lao động, cho phép huy động các lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hỗ trợ hoạt động kiểm định xe cơ giới dân sự trong trường hợp cấp bách. Mới đây, lãnh đạo chính phủ cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, nghiên cứu các phương án cho phép các cơ sở bảo dưỡng ô tô 3S có không gian trưng bày xe mới, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng chính hãng. 4S có thêm chức năng thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng so với 3S của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và xuất nhập khẩu ô tô ở trong nước tham gia kiểm định để giảm áp lực cho các trung tâm nhà nước. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong các đột phá của nước ta.
Những năm qua thì nhà nước dành nguồn lực lớn đầu tư cho các công trình đường cao tốc. Tính đến nay đã có gần 800 trên 2.063 km cao tốc được đưa vào khai thác, góp phần khơi thông hành lang kinh tế vận tải Bắc Nam. Cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức khánh thành dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây. Tháng 5 này sẽ tiếp tục đưa dự án cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo và Nha Trang Cam Lâm có chiều dài 150 km vào khai thác. Như vậy, tính đến tháng 5 năm 2023, có khoảng 950 km đường cao tốc theo trục Bắc Nam sẽ đi vào hoạt động, chiếm gần 48% so với kế hoạch đề ra đến năm 2025. Giai đoạn từ năm 2000 đến 2020, nước ta chỉ tổ chức làm trên dưới 1.000 km cao tốc. Tuy nhiên, từ nay đến 2025, Việt Nam sẽ có thêm tới hơn 2.000 km cao tốc, góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, mở ra không gian phát triển mới và đặc biệt là giảm chi phí logistics. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua là khoảng thời gian để đi du lịch, vui chơi. Và chắc chắn, những chiếc ô tô gia đình của quý vị đã phải hoạt động hết công suất trên những hành trình dài rồi phải không ạ? Vậy thì sau một chặng đường di chuyển dài liên tục, quý vị đã chăm sóc bảo dưỡng xe ra sao? Hãy cùng nghe tư vấn từ chuyên gia về xe nhé! Vâng, thưa quý vị ạ, chúng ta thường có thói quen là chăm sóc xe rất tốt trước mỗi hành trình dài nhưng lại quên mất việc là phải bảo dưỡng sau khi trở về như thế nào. Và chăm sóc xe ra sao sau mỗi hành trình dài, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một kỹ sư về xe quý vị nhé. Xin chào anh ạ. Anh ơi, mình cần phải khi mà bảo dưỡng xe sau mỗi chuyến đi dài về thì mình cần phải lưu ý những điều gì ạ? Trước khi là chúng ta phải kiểm tra hệ thống phanh và lốp. Nếu tụi bị chạy mà thấy đảo á, là mình tới cũng để nâng lên chúng ta lốp trước, hệ thống kiểm tra mới phanh. Chúng ta dầu phanh, cái nào phanh nào mà quá thì mình thay. Sau là nhấc và trên đồng hồ tốc độ sẽ hiện lỗi động cơ, cờ lê là chúng ta nên đi bảo dưỡng và thay nhấc. Theo đường dài về cái nước sẽ nó bị sâu nước, nó sẽ ảnh hưởng tới roang máy động cơ. Cho nên chúng ta phải đi tới kiểm tra để chăm thêm nước vào. Ví dụ như sau khi hành trình dài về thì cái dàn lạnh nó có ảnh hưởng gì không ạ? Ví dụ như mà dùng liên tục nên là nó hết ga thì nó không lạnh, thì nó sẽ ảnh hưởng. Ví dụ như một là do lốc lạnh hoặc là nó hết ga lạnh, chúng ta sẽ tới đây để sạc ga lạnh. Sạc nếu mà không vào được thì do bị cái lốc lạnh. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Chuyển sang các tin tức giao thông và xe quốc tế. Truyền thông Hàn Quốc cho biết các cuộc đàm phán về việc bán lại các nhà máy của Hyundai tại Nga đang trong giai đoạn cuối và Hyundai đang chờ sự chấp thuận của chính phủ Nga. Hãng sản xuất ô tô Hyundai Motor của Hàn Quốc đang lên kế hoạch rút khỏi Nga và bán các nhà máy sản xuất tại đây cho một công ty của Kazakhstan. Hyundai đã ngừng các hoạt động tại Nga vào năm ngoái. Hyundai Motor cùng với công ty con là Kia Corp nằm trong số 10 hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo doanh số bán hàng. Sản lượng xe của hãng tại Nga vào khoảng 200.000 xe một năm, chiếm khoảng 4% sản lượng toàn cầu của hai hãng này. Trước khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, Hyundai Motor và Kia Corp cùng với hãng Renault của Pháp là ba thương hiệu ô tô bán chạy nhất ở Nga. Khi các doanh nghiệp toàn cầu rút khỏi Nga, các thương hiệu của Trung Quốc đang dần thay thế vị trí này. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA mới đây đã công bố báo cáo cho thấy doanh số bán xe điện đang tăng mạnh và dự kiến sẽ chiếm gần 20% số xe bán ra trong năm nay. IEA cho biết việc điện khí hóa nhanh chóng các phương tiện giao thông đường bộ sẽ có ý nghĩa lớn đối với ngành năng lượng vì nó giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào cuối thập niên này. Trong báo cáo thường niên về xe điện, IEA dự báo doanh số bán hàng hàng năm sẽ tăng 35% trong năm nay, đạt 14 triệu xe và thị phần xe điện sẽ ở mức 18%. Tăng từ mức 4% trong năm 2020. Phần lớn doanh số bán xe điện tập trung ở 3 thị trường Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mỹ. Trung Quốc đang ở vị trí dẫn đầu, chiếm 60% doanh số bán xe điện toàn cầu vào năm 2020. IEA cho biết các biện pháp như đạo luật giảm lạm phát ở Mỹ, cung cấp các khoản trợ cấp hào phóng cho người tiêu dùng để chuyển sang xe điện sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh số bán hàng trong những năm tới. Bangkok vốn là thành phố kênh rạch vào thế kỷ thứ 18 và hiện nay vẫn có hơn 1.100 kênh rạch. Nhưng ở trung tâm của thành phố, xương sống vận tải một thời này đã bị đứt gãy hoặc không còn tồn tại.
Trên thực tế thì hơn 60% số hành trình ở Bangkok được thực hiện bằng phương tiện cá nhân với hơn 4 triệu xe hơi, khiến nó thường xuyên bị xếp là một trong những nơi tắc nghẽn và ô nhiễm nhất thế giới. Để giải quyết tình trạng này thì thành phố đang cố gắng khôi phục mạng lưới kênh rạch và tiến hành chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông công cộng đường thủy. Sau 45 phút đi thuyền, nhân viên pha chế cà phê Nathapon Benyathikun cập bến. Từ đây cô chỉ cần đi bộ 5 phút là tới chỗ làm ở trung tâm Bangkok. Âm thanh đường phố gần như giúp cô thoát khỏi tiếng ồn của thuyền máy chạy bằng dầu diesel. Nhưng ngay cả điều đó cũng sắp trở thành quá khứ. Chính quyền thành phố Bangkok nhận ra rằng vận tải đường thủy phải trở nên hấp dẫn thì mới có thể thu hút người dân. Vì thế họ muốn bổ sung các tuyến xe buýt dưới nước chạy điện trên nhiều con kênh mới cải tạo. Tôi nghĩ là tốt hơn rất nhiều. Trước kia, nhất là khi hai thuyền đi ngang qua nhau thì sẽ rất ồn ào và bốc mùi khó chịu. Nhưng bây giờ, với thuyền chạy điện, ta có thể nghe nhạc và không còn mùi khó chịu nữa. Công ty Tokido của Đức cung cấp động cơ điện cho ít nhất 20 thuyền chạy trên kênh. Về lâu dài thì chi phí vận hành thấp hơn sẽ có thể bù đắp chi phí mua thuyền ban đầu. Thuyền mới chạy bằng động cơ đẩy kép, mỗi động cơ có công suất 20 mã lực. Sạc đầy thì thuyền có thể chạy đến 4 tiếng và tốc độ tối đa là 17 km/h. Để chạy lâu hơn, mỗi thuyền được trang bị 12 tấm pin mặt trời. Vùng Đông Nam Á rất nhiều nắng nên sử dụng pin mặt trời rất hiệu quả. Chúng tôi có thể kéo dài cự ly hoạt động của thuyền thêm ít nhất 15-20%. Bà Chularat Yetniom, một phụ nữ đã nghỉ hưu tại Bangkok, là một trong những người đầu tiên chuyển sang dịch vụ thuyền điện. Khi thuyền lướt đi, không có âm thanh gì ngoài tiếng chân vịt dưới nước. Khác hẳn, thuyền chạy bằng diesel trước kia rất ồn, bẩn thỉu và không êm do thuyền đi ngược chiều tạo ra sóng lớn. Nhưng khi chính quyền sử dụng loại thuyền điện này thì mọi người đều rất vui. Bangkok biết mình phải thay đổi một lần nữa. Do sai lầm trước đây là dành quá nhiều không gian cho xe hơi nên đại đô thị này gần như đã đi vào ngõ cụt. Nhưng rất may là vẫn còn lối thoát. Thành phố chỉ cần tận dụng tài sản lớn nhất của mình, đó là mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Khi đó, mọi sai lầm trong quá khứ sẽ chỉ như nước trôi qua cầu. Thưa quý vị, trong tiểu mục Ai đúng ai sai tuần này, chúng tôi đã mời đến trường quay Trung tá Thái Anh Tuấn, đội trưởng đội tuyên truyền và xử lý thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi clip tình huống. Vâng thưa quý vị, clip ngắn vừa rồi cũng cho thấy là đã có cái sự va chạm giữa hai xe mô tô đang lưu thông trên đường. Vâng thưa anh Tuấn, ở trong cái tình huống cụ thể này thì anh có thể phân tích xem là chiếc xe mô tô mà chở hàng đã vi phạm những cái lỗi sai như thế nào ạ? Như quý vị đã thấy cái tình huống vừa rồi là một cái hành vi khá là nguy hiểm đến từ người điều khiển xe mô tô mà trên xe có chở một cái vật dụng gì đó đại loại như là chở hàng hóa. Thì trong trường hợp này cái sự va chạm thì nó đến từ cái việc là khi mà anh chở hàng mà nó vượt quá cái giới hạn cho phép thì điều này cũng gây nguy hiểm cho những người đi xung quanh. Và trong cái clip chúng ta vừa thấy là đã va quẹt với một cái xe mô tô khác, nó gây rất là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sức khỏe và thậm chí là tính mạng của người đi đường. Dạ vâng. Vậy thì cụ thể trong trường hợp này đối với xe mô tô mà có chở hàng ấy thì sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Ở Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định nếu như mà chở hàng vượt quá giới hạn như vậy thì ở mức phạt tối đa là 600.000 đồng. Và trong trường hợp mà nếu như có xảy ra tai nạn hoặc là thậm chí là gây hậu quả nghiêm trọng thì anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy thì anh có một cái lời khuyên nào đó đối với những cái tài xế trong cái trường hợp cụ thể như vậy ạ? Tôi thấy đây cũng là một cái hiện tượng khá là phổ biến trong cái xã hội ngày nay, tức là rất là nhiều những người là điều khiển xe mô tô nhưng mà chở hàng rất là cồng kềnh, vượt quá cái phạm vi giới hạn cho phép thì nó sẽ dễ gây ảnh hưởng cho người đi đường. Dạ vâng, xin được cảm ơn Trung tá Thanh Tuấn đã đến tham dự với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho Trên những cung đường. Hy vọng là chương trình đã mang đến cho quý vị những thông tin giao thông và xe hữu ích. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.